Honey, 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 honey. Em không mơ ước hay khao khát gì nhiều. Bên anh với tay chờ thầm ương tình yêu. Em một chút ghen, một chút cay, một chút đắng để ta biết mẹ say. Em không mơ ước hay khao khát gì nhiều. Đưa anh tới cuối chặng đường tên tình yêu. Một chút xa để ta mãi bên nhau. Tình bể bình là sao? À đây. từ từ thực hiện một bộ ảnh tình bể bình. Bộ ảnh tình bể bình thì em trên TikTok á, em cũng có một cái series kiểu là chụp hình của người lạ. Người lạ hôm nay em muốn gặp sẽ là anh. Ví dụ em sẽ tạo dáng cho anh luôn được không? Được, thì đó, em là người sẽ tạo dáng cho anh. Ok. Không, từ từ chưa hết. Không, từ từ chưa hết. Chưa à? Cái bộ ảnh này nó không phải cái máy, nghĩa là em sẽ mang vô Sari, hiểu không? Ừ. Mà nó sẽ là đánh dấu buổi đầu tiên em với anh trực tiếp gặp mặt. Hy vọng là sau hôm nay chúng ta từ người lạ mà biến thành người yêu. Rồi chụp hình. Đây tạo dáng cho anh. Anh sẽ xoa đầu em. Cái này hả? Ừ. Rồi. Dáng thứ hai sẽ là anh sẽ ôm em từ phía sau. Ôm em từ phía sau á? Ừ. Sao? Ừ, vậy nè. Này hả? Ừ. Trai. Đây một cái nữa đúng không? Giờ okay. Anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Cúi xuống xíu. Ngày. Ờ đúng rồi. Trời ơi. Mở mắt rồi hết cả mình. Trời. Rồi xong rồi đấy. Rồi, ngồi chị Bi. Đây là tình bể bình chưa? Rồi, tình bể bình rồi đó. Thiên sẽ nói yêu anh 3 lần. Anh nhìn thẳng vào mắt em. Em nói thật. Em yêu anh. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Em rất yêu anh. Wow. Hơi xì, sao xì thế? Tim mình sao tự nhiên đập nhanh vậy ta? Phạt một chút. Chụt một phát. À, sao anh quá nhanh vậy? Bây giờ anh sẽ có một phần thưởng. Anh đọc to cho em nghe với. Thiên sẽ hôn má trường một cái. Thiên sẽ hôn má trường một cái. Ngại quá. Ok. Phần thưởng mà sao cứ như hình phạt vậy ta? Em ngại quá. Anh nhắm mắt lại đi. Anh ghé xuống đây. Chào. Em thì không phải là một cô gái mạnh mẽ đâu.
Nhưng mà nếu như anh muốn thì em có thể cho anh mượn. Em có thể cho anh mượn. Mượn bờ vai hả? Mượn bờ vai. Ủa, là sao? Em. Là ban đầu đi tìm một người để có bờ vai, xong nói chuyện hồi cái là muốn che chở ngược lên hả? Ơi. Bởi vì với em tình yêu là sự chia sẻ từ hai cá thể với nhau. Nếu anh cần thì em sẵn sàng làm điều đó. Anh tựa vào vai em đi. Em không mơ. Mới hồn anh á. Trời ơi, như trong phim luôn ha. Sáng giờ anh đi quay mệt không? Anh đi quay mệt quá. Mệt quá hả? Thôi để em đấm bóp cho anh nhé. Sáng đánh quay cảnh đánh nhau anh đã hơi đau dài. Ôi rồi, ai mà nỡ đánh anh thế này. Kiểu như anh tự té. Anh đau dài bên đây nữa. Bóp tay anh là sáng đi tập gym cũng hơi nhức. Anh biết cách nằm đụng với người yêu lắm hả? Nhưng mà thôi, hôm nay là ngày sinh nhật của em, với lại em cũng muốn chăm sóc người yêu mà. Thôi để bây giờ đổi đi, em ngồi xuống. Em ngồi xuống. Trời. Trời ơi, lần đầu tiên có người chăm sóc cho luôn á. Đấy hả? Thoải mái không? Dạ, thoải mái. Thật sự ra chị thấy hai bạn rất là đẹp đôi. Mà được ký kết như thế này, chị cảm thấy là rất là vui. Và chúc cho em thật hạnh phúc và nắm tay đi hết con đường còn lại. Và mong rằng ba mẹ Hưng sẽ yêu thương Miễm và chấp nhận Miễm trong thời gian sắp tới. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thân mến, tình yêu thì sẽ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Cho nên là nếu như mà chúng ta có cảm xúc với nhau, có tình yêu với nhau thì hãy mạnh dạn thổ lộ. Và hạnh phúc đích thực đang đợi chúng ta ở phía trước. Hãy mạnh dạn lên nha.